Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ về một vài cái thao tác sử dụng đối với cái dòng Sony DA3200MS. Thì đối với cái dòng Sony này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối là HDMI, kết nối cộng quang và kết nối analog. Thì với cái kết nối HDMI thì anh em có thể nghe nhạc và xem phim chất lượng cao từ hộp Underbox từ bên ngoài đưa vào. Và với cái cộng quang thì anh em vẫn có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ Smart TV luôn, rất là dễ dàng. Và với cái dòng Sony DA3200 này thì nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby Digital và DTS. Và đây là dòng âm đi 7 kênh nha anh em. Và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim, và cải tiến hơn những cái thế hệ trước đó rất là nhiều. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ là nghe nhạc bằng 7 kênh stereo khá là hay. Đó là một bước cải tiến của dòng Sony. Và chất âm của những cái dòng Sony DA3200MS này thì nó đã cải tiến rất là nhiều so với những cái thế hệ như là dòng 3 số 5, vân vân, với rất là nhiều cái phiên bản 3 số 5MS. Và về sử dụng của nó thì đây là cái nút tắt mở nguồn nha, ở nguồn chính, và đây là nút volume, đây là nút tone mode ha, để ta có thể điều chỉnh cái bass chép cho cái loa phong tùy theo chế độ, mà nó sẽ có là cho loa phong và loa surround. Và đây là nút lever, nút chỉnh volume cho từng kênh loa surround center, surround left, surround right. Thì ta có thể điều chỉnh nha. Thì ở đây thì loa phong là nó chỉnh ba lăng nha, không có cái volume. Thì loa phong thì nó đã cài sẵn volume loại lớn hết rồi. Về phần cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm trên kênh của em, có những cái video hướng dẫn về cài đặt nha. Đây là nút sleep để chọn cái thời gian để tắt máy, nút dimmer để bật sáng cái màn hình 100%, đó là tự động ha, nên nó tắt sáng ha. Shutterback, nút lựa chọn này, chế độ loa shutterback. Đây là nút chế độ equalizer. Nút stereo 2 kênh. AFB là các chế độ âm thanh. Ở đây là nó có chế độ là multi stereo nha. Chế độ này là nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa. Và ngoài ra thì nó vẫn còn chế độ là movie và music để xem phim và nghe nhạc nha. Anh em có thể lựa chọn chế độ nào nghe hay nhất thì ta để. Rồi, bên đây là nút Input Select, thì đây là nút để lựa chọn ngõ vào nha. Thì hiện tại là em đang chọn ngõ vào là HDMI, em đang lấy tín hiệu từ hộp Analog từ bên ngoài nha. Thì đây là nút lựa chọn là HDMI 1 hoặc là HDMI 2, thì em đang kết nối với cổng là HDMI số 1. Khi mà được kết nối và nó đã nhận diện tín hiệu thì nó sẽ hiển thị những cái ô chứa những cái biểu tượng của loa ở bên đây nha. Ở đây thì nó sẽ có loa sub và loa left ra nha. Ta lựa chọn chế độ multi stereo. Rồi, volume, input mode ha, thì nó mặc định là chế độ HDMI là digital rồi nha. Rồi tiếp theo nữa là tín hiệu ngõ vào là cổng quang nha. Cổng quang em đang lựa chọn là ngõ TV sát nha, thì chút nữa em sẽ quay kết nối phía sau optical nha. Nó sẽ hiển thị là cái chữ là OBT. Tiếp theo nữa là cái cổng analog ADCD. Rồi em sẽ thử chỉnh cái bass chép nha. Chất âm của con này thì bass chép rất là hay, sáng tiếng nha. Cái ngõ vào thì em đã test đầy đủ là ngõ vào HDMI, ngõ vào cộng quang và ngõ vào analog nha. Và tiếp theo em sẽ test các ngõ ra loa phía sau, thì em sẽ lựa chọn chế độ là multi stereo nha.
tục lo đi nha. Sẽ di chuyển camera gần hơn. Rồi ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái ngõ kết nối loa, thì anh em chú ý giùm em cái tên cho nó rõ ràng nha. Ở đây là speaker A, speaker B, phong A, phong B nha. Nó chia theo từng kênh riêng biệt là trái phải nha. Và anh em chú ý giùm em là cái cọc cộng trừ nha. Màu đỏ là cộng nha. Ở dưới đây là em đang kết nối là speaker A nha. Thì anh em nào chỉ có một cặp loa thì ta kết nối vào ngõ loa phong A. Phong B thì ta phải chú ý cái chở kháng loa giùm em. Thì đối với cái dòng Sony này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chở kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm, cái dải rất là rộng nha. Khi mà loa A hoặc loa B là 4 đến 16. Khi mà chế độ loa A cộng B thì mà một loa tối thiểu là 8 ohm cho tới 16 ohm. Khi mà đánh chế độ loa A cộng B, tức là ta đánh hai cầu A B, thì anh em phải lựa chọn cài đặt loa là cái loại loa của mình là loa 8 ohm nha anh em, không được chơi loa 4 ohm đánh cả hai cặp nha. Nếu mà đánh hai cặp loa thì ta đánh ở một cặp loa là ngõ loa phong và một cặp loa cho vị trí là sọc và bách, sọc rau, và thêm một cặp loa nữa thì ta lắp vào vị trí là sọc và bách nha. Và ta chọn chế độ là multi stereo thì ta sẽ có thể chơi được nhạc stereo cùng lúc là tất cả ba cặp loa, và một cặp loa cho vị trí là phong A nha. Tiếp theo nữa là vị trí cho loa surround. Và một cặp loa nữa là cho vị trí là loa surround left, surround ra nha. Và một cặp loa nữa là cho surround back đây. Và anh em nào có thêm loa center, loa trung tâm thì ta lắp vào vị trí là center nha. Rồi, như vậy là xong cái phần kết nối loa nha. Phần kết nối dây tín hiệu thì nếu như anh em nào sử dụng cái cổng HDMI từ hộp Analog hoặc là từ hộp TV Box nha, thì kết nối vào cổng HDMI số 1 nha. Dây từ hộp Box đưa lên. Và dây out HDMI sẽ xuất sang TV nha. Còn dây cổng quang thì anh em có thể lắp vào cổng TV SAT lấy tín hiệu từ TV Smart TV xuống luôn. Và dây analog thì em đang kết nối vào ngõ SACD thì anh em có thể lấy tín hiệu từ đầu đĩa hoặc là từ điện thoại với cái dây analog nha. Và cái thông số của nó là điện áp là 100V, công suất của nó lên tới là 400W, thì cái cục đổi nguồn anh em tối thiểu là phải là 1000W nha anh em. Nếu như anh em nào sử dụng cục 400W thì nó sẽ không đảm bảo về cái nguồn nha. Bởi vì những cái cục nguồn quấn tại thị trường của chúng ta thì nó sẽ không đảm bảo đúng công suất nha. Nên ta phải sử dụng là cục nguồn là 1000W nha. Rồi thì cái sử dụng của cái con âm ly Sony TADA3200ES này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Thì mục đích chính là anh em phải cắm đúng cái cọc loa. Nếu như chỉ có một cặp thì ta phải lắp vào phòng A thôi nha. Còn anh em lắp vào những cái cặp khác và không có chọn đúng cái chế độ multi stereo thì nó sẽ không có phát ra tín hiệu nha. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.